Này nó vừa đây có liền. Khét lỗ. Vừa tới đây. Trời ơi, cái vừa hơi lặn xong nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Phải. Và dạo gần đây có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi là tại sao mấy anh em mình chưa thực hiện theo lời hứa ở video nút vàng đã về đó các bạn. Đó là khi video đạt được 100.000 like, mấy anh em mình sẽ ăn mừng nút vàng và nút bạc. Thì các bạn cũng biết rồi đó, do tình hình dịch rất là bất ổn nha các bạn. Vấn đề về giao hàng tới lui cũng khó khăn. Cộng thêm nữa là những cái món hàng đặc biệt như là tôm nè, cua hoàng đế nè, rồi những món hàng đặc biệt như về hải sản đó, thì ở dưới vùng quê mấy anh em mình không có, buộc phải đặt ở những nơi xa mới có nha các bạn. Nên này khó khăn lắm. Mày thấy chưa Đặng? Thấy gì mày? Do dịch anh Phú đặt không được chứ không phải là anh Phú thất hứa đâu nha mày. Mày á, mày tự hỏi mày đi, mày là thằng khó gì nhất luôn á. Đúng rồi, ăn mừng thì từ từ ăn, gấp gáp làm gì, có mấy con tôm hùm bông thôi mà. Ủa mà chừng nào ăn vậy anh Phú? Tới mày nữa rồi đó. Nói cũng ngại luôn nha các bạn, hứa mấy em mà chưa thực hiện được thì cũng hơi ngại. Nhưng mà do tình dịch thôi chứ không phải là do mình cố tình không thực hiện. Sao mấy đứa muốn ăn lắm hả? Dạ. Nhìn kiểu mấy đứa cũng thấy khao khát quá ha. Rồi, nhà sao ta? Mà theo anh được biết á, nếu mà bây giờ đặt hàng thì không phải đợi cả ngày. Sao mấy đứa đợi nổi không? Mấy anh em chờ gần 1 tháng được rồi anh Phú, chứ 1 ngày nhầm nhò gì. Giờ có con tôm hùm á, nướng quét mỡ hành lên là bá chém một chiếc chó luôn á anh Phú. Rồi, cái đó mà nhầm nhò gì? Tôm hùm bông phải không? Mình rưới phô mai lên phải không? Cái mình nướng cái là bá cháy luôn. Mà mày ăn tôm hùm lần nào chứ mà mày diễn tả y như thiệt vậy bà? Tao diễn tả cho mấy ngày hèm chơi mày ơi. Trời ơi. Cùng tới công chuyện lắm rồi các bạn. Thôi được thôi, bây giờ anh sẽ đặt luôn cho mấy đứa ăn nha. Dạ. Hứa thì thực hiện thôi. Bắt đầu đi đặt thôi. Let's go. Chưa rồi ông ngủ đi anh Thành, nói như ngồi quay ấy. Tao nôn tao ngủ mới được. Nôn gì? Nôn tôm nó về á. Tao phải đợi tôm về mà tao hít một hơi mà tao mới ngủ được. Trời ơi là trời. Anh ngủ đi, hồi tôm nó về chứ gì. Ngủ giùm em cái đi anh Thành ơi, anh ngồi em khó ngủ à. Thì mày ngủ đi, tao ngồi liên quan gì tới mày đâu. Không biết bạn nào đã ăn tôm hùm bông chưa? Nếu các bạn đang ăn rồi, hãy để lại phần cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nha. Còn mình thì đang tưởng tượng đủ thứ á. Trời, chưa ngủ luôn hả? Tao nói với mày rồi, tao phải đợi tôm hùm về, tao hít một cái tao ngủ mới được. Tao ngủ 2-3 tiếng, giờ anh chưa ngủ nữa. Có những ấm áp kéo theo em từng ngày, đó hoa đẹp tươi sẽ muôn trùng khơi đi tìm ai. Đi tìm tôm chứ tìm ai mày? Mày tao lao quá à. Sao ngày hôm nay thời gian cho lâu quá à? Tại mày nôn chứ sao? Vậy chứ mày có nôn không? Người ta nôn chút chút thôi. Ủa nôn chút chút là sao mày? Chút hả? Là nôn sương sương á. Đúng rồi. Mày có nghe anh Phú nói chừng nào tôm về không? Thì chiều á, mày gấp gáp vậy hả? Chơi đi. Mà mày có nghe mùi gì hôi hôi không kìa? Cái mùi gì kỳ vậy ta? Mày thứ dữ nữa rồi. Mày nằm kế mấy cái thùng mắm hả xong thôi. Nơi phương xa ấy, giờ anh đang ở đâu? Anh nào mày? Thì anh shipper đó mày. Mày không chờ tôm, chờ shipper chi? Thì anh shipper giao hàng mình mới có tôm ăn chứ mày. Mày nói cũng hợp lý á. Ủa mày làm gì vậy Thoại? Đây là nước chấm tôm hùm bông nè mày. Ôi nhìn đã với mày. Thử miếng không? Rồi tôi thử miếng ngay. Cay quá. Trời ăn cay dữ chứ trời. Nước chấm hải sản là phải làm tới đỉnh luôn nha các bạn. Bạn nào muốn biết công thức để làm nước chấm hải sản này thì hãy để lại một like, một chia sẻ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nước chấm hải sản cực ngon này nha. Nhìn là muốn ăn hải sản liền các bạn. Ủa, gì cay vậy? Tôm hùm về mấy đứa ơi.
em xịt khử khuẩn cái anh Phú ơi. Làm gì? Xịt khử khuẩn. Mình đâu biết hàng này ở đâu về đâu anh Phú. Hợp lý, rồi xịt đi. Mình có mở ra đâu em xịt anh Phú. Cậu quên rồi, lấy dao nhau. Cậu lấy con dao này. Anh Phú. Ôi, chuẩn bị sẵn luôn rồi ha. Lên gì? Lên hàng ra. Để xem coi bên trong có gì nha các bạn. Chắc có lũ đạn chồng anh Phú. Cái gì? Nè. Wow. Vàng. Xịt đi. Wow. Rồi, được. Cái này chống bọc sao xịt? Người ta gửi cả nước chấm về cho mình đó nè. Wow. Rất là nhiều nước chấm trong này nha các bạn. Mỗi đứa một hũ luôn. Hợp lý. Hình như con tôm còn sống anh Phú ơi. Vàng. Cái gì khoan hoài vậy? Để em đi thả nó xuống hầm cái đi anh Phú ơi. Cái gì vậy? Để cho nó sạch. Trời ơi. Thả cho nó nghỉ anh em. Tôm đâu rồi, tôm đâu rồi, anh Phú cho em coi đi. Khoan từ từ, đây, cái này là một chút mình sẽ làm cái sốt cái gì, phô mai. Phô mai để người ta bó trong đây luôn nè. Ôi nó bự kìa. Ôi. Mở ra, mở ra. Wow. Còn sống. Ê, còn sống. Ôi, lạnh. Còn sống nha. Yeah. Đây nha các bạn. Tôm rất là bự luôn. Như đã hứa, mỗi đứa sẽ được một con tôm hùm khổng lồ. Yeah. Đang, 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 đang. Chào bá luôn nha các bạn. Ê, cầm hai rau lên. Ôi, con này hơi bị nhảy nha. Ây da, nó kẹp vô quá. Đâu? Ê, lấy ra vậy? Thả ra. Thả ra. Đừng có cầm nó, cầm cái gâu nó nè. Cầm nó trên miệng nó. Nó cầm ngay đây nè. Trời ơi, cầm khôn thấy ghê luôn. Cái gai của nó, cái càng của nó mạnh lắm nha, không giỡn được đâu. Bố vô coi, chạy máu đổ luôn anh Phúc. Cầm nha. Còn sống luôn nha các bạn, coi coi gọi nhà anh đi chứ kìa. Ôi ôi. Mày dậy hoài. Bộ hồi tao cho mày vô nồi mày nhảy. Cầm giùm nè. Nè thôi nè. Cầm râu nó nè. Đừng có chơi với nãy nè. Mở con này đi. Đừng có cầm vô cái chân nó nè nha. Đây. Sao hấp dẫn mấy đứa? Hấp dẫn. Trời ơi. Ui nhìn nó nè. Còn nữa. Mới mua mấy con nhiều vậy anh Phúc? Anh mua 12 con cho mấy đứa anh. Wow. Thả ra luôn. Ê coi chừng có 4 dưới đồng á. Ê con này mạnh quá. Trời ơi con này anh cái rồi chất xứ luôn trời. Thôi coi đây là thịt nhiều lắm. Quá trời thịt luôn nha các bạn. Ôi trời ơi. Ê nó câu dính cái camera mình vô luôn rồi nè. Gây đông được. Ôi sao con này bị gì anh Phúc? Hả? Con này kìa. Con của em này. Đâu? Cái con này cái càng của nó bị mất. Nó cắn lộn hay gì anh Phúc ơi? Cái gâu của nó bị gục rồi. Đây là nguyên một mâm tôm hùm luôn nha các bạn. Đại cho mấy em ăn bữa sung sướng luôn. Ê nó còn sống luôn kìa. Trời ơi chuẩn bị đi rồi mà còn sống nữa. Quá trời nhảy rồi. Giờ sao đây? Làm món gì đây? Nướng rồi. Nướng ơi. Nướng ha. Tập trung vô làm món nướng anh luôn nè. Trời đi. Ê giờ đổi cách làm được không bay? Cách gì mày? Bay nướng không có ngon đâu, hay là mình luộc đi. Hấp chứ luộc gì mày? Hấp nó giữ được cái độ ngọt tinh tế chứ. Hấp bia đi. Tôm nè. Không nước dừa đi. Nước dừa đi. Nước cốt đi. Nước mía đi. Nước Coca-Cola đi. Làm cách nào ăn nhanh nhất á, chứ quá thèm rồi. Sao mấy đứa có kế hoạch làm gì món này chưa? Hấp rồi. Hấp. Không nướng nữa hả? Dạ. Anh nướng nhiều rồi đúng không? Dạ. Cũng ngán rồi ha. Chuyển sang hấp nước dừa luôn cho nó ngọt nè, giữ được cái tinh túy của nó nè. Được không? Được. Lên lập đèn làm liền ăn liền thì quá thèm mà trời ơi trời. Lần đầu tiên ngoài đời thấy được con tôm hùm chà bá này luôn nha các bạn. Và bây giờ chuẩn bị được thưởng thức. Mở liêm rồi. Vô. Có thiếu thiếu gì không? Thiếu nước dừa. Đang chặt đây nè. Đây nước dừa đây có liền. Khét lỗ. Đây dừa tới đây. Trời ơi, trái dừa hơi lặn xong nữa. Ủa chứ nhét đâu rồi? Đổ hết luôn rồi. Nhét về đây nè. Trời ơi, trái dừa xong nữa. Tên đó là còn miếng đó. Còn miếng. Chặt đi mày.
Quá chán mày rồi Đẳng ơi. Có chứ dừa mà làm có không thành hồn nữa. Có chứ dừa làm gì căng. Đưa đây tao để lên kia đó nè. Thôi thôi mày lấy tao thử đem lại cho. Đã đây đây. Lên lửa nào. Lên lửa. Ê con chờ tao hả tụi bay. Trời ơi. Hết luôn rồi. Rồi ăn gì vợ. Trời ơi có trái dừa. Ngon quá. Ngon không. Ê dạ. Ngon không. Dạ. Quay ăn không chừa cái tao vậy. Chừa rồi nữa. Trời ơi. Chậm quá làm chi. Chị trời. Hết hộn hạnh. Đố anh Phú với Nhân đi bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng cái. Tôm đực tôm cái hả? Sao mình phân biệt được con tôm đực tôm cái ta? Con tôm đực thì nó sẽ không có cái màng mà để giữ trứng. Con tôm cái sẽ có cái màng giữ trứng. Vây á, chứ cái vây bụng của nó. Nó thật tình nha. Trước giờ mới lần đầu tiên thấy con tôm bự vậy. Thêm cái nữa là cũng chưa thưởng thức nó bao giờ. Cho nên mình chỉ biết những cái con chẳng hạn như tép bạc thôi. Chứ con tôm này có biết gì tới nó đâu mà biết con được con cái. Khá biết không Khá? Anh Việt đố anh mà anh nói em chi. Em không biết anh mới hỏi em, anh biết không? À, theo em nè, trong này chắc có 6 con đực với 6 con cái. Sao cũng biết được? Không phải là 12 con em Phúc. Anh đồng ý trong này là 12 con nhưng mà sao cũng có 6 con đực 6 con cái. Thì nó không đại. Vậy chứ cưng biết trong này bao nhiêu con được con cái không kìa. Thật ra em đố anh với em cũng không biết bao nhiêu. Thua. Bỏ tay các bạn. Đố ăn cái dừa đỏ nha các bạn. Cái này cơm chứ cái gì mày. Sáng giờ đợi tôm đói meo ruột luôn các bạn. Ê Nhã đừng có ăn bằng cái đó vô duyên lắm mày. Mấy mình có miếng duyên nào đâu mà mày sợ vô duyên. Sớm canh rồi tôm hùm bay. Trời để dính đi canh gì nữa. Ăn miếng coi cho nó có sức nó. Hỏi này à. Ngon. 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 Cái này tao gọi là không làm mà đợi có ăn nè. Phải lắm mày. Giờ tao đố tụi bay nè. Đố gì? Giờ là người ta thường thường biết là chai những đồ hết hạn thì sẽ không sử dụng được đúng không? Ok. Ừ. Tao vẫn đang phân vân câu hỏi này nè, là chai thuốc trừ sâu nếu như hết hạn thì nó có độc hay là không có độc. Đố gì kỳ vậy mày? Thì vậy mới gọi là câu đố. Sao ta? Mày làm hết cho tỉnh anh chứ thấy mày ngáp lắm nè. Bây giờ tao cũng thấy tỉnh rồi đó. Rồi phải suy nghĩ tiếp nha, để tao uống tiếp cho. Ê đâu có được. Quên em quên. Để suy nghĩ coi. Thuốc trừ sâu mà hết hạn cũng như đồ ăn mà hết hạn thì cũng bỏ thôi. Thì thuốc trừ sâu hết hạn cũng đâu có độc đâu. Đắng vô uống thử. Vậy là từ nãy giờ trả lời cuối cùng có độc hay không có độc không biết luôn. Trời ơi thôi khó quá, bỏ qua Thành ơi. Rồi câu trả lời của mày là gì Thành? Thì tao không biết, tao mới đi đố tụi bay nè. Chính rồi đó mấy đứa ơi, dở đi. Quá hấp dẫn nghe các bạn. Ôi trời coi kìa, khói nghi ngút luôn nào. Người đừng có nhá. Rồi, mọi người lấy mọi người một con đi. Bỗng dưng ngày hôm nay ngoài trời mưa khá là lớn nha các bạn. Mình đã biết lý do tại sao không? Trời cảm động quá. Quá cảm động luôn quá ơi. Chính xác, ông trời cảm động đến mức độ mà phải khóc luôn đó các bạn, rớt nước luôn. Nó chơi hơi xàm xíu rồi đó. Giờ tập trung anh nè, được không? Dạ. Lấy mỗi đứa một con đi. Đây, gấp cho mọi người nè. Rồi, gấp tay quà. Ây da. Thành lát. Con này cái đất luôn. Cảm ơn em ạ. Dẻ. Dẻ luôn. Đưa lên luôn. Ôi trời. Dạ. Cảm ơn em ạ. Con bự gì ăn sao hết các bạn. Phải đâu, đưa vô. Cảm ơn em ạ. Dạ. Ôi cảm ơn nha. Qua nền ra. Nhìn quá hấp dẫn các bạn. Sao? Chờ gì nữa? Ăn đi chứ hả? Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Có đứa nào biết ăn tôm không? Không để tôi chỉ cho ăn nè.
Thôi thôi khỏi đi nhả, ăn luôn đi mày. Mày mày chỉ chắc hết con tôm của tao á. Nhìn con tôm đã quá các bạn, mời các bạn nha. Wow. Mời các bạn nha. Nó dai dai. Quá ngon luôn. Trời ơi, cái miếng tôm hùm thứ gì mà chịu nổi. Mời bạn nha. Ba chai của mùi chét. Ghẹ vô ghẹ. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn luôn nha. Sao mà anh vô vậy không cung ly hả? Yeah. Chúc mừng đi, nút vàng nút bạc ra về nha các bạn. 2, 3, vô. Ôi trời, hấp dẫn. Má cháy mà chét luôn. Có đã. Đã không? Đã. Đợi nguyên cả buổi trời bây giờ mới có tôm anh đó các bạn. Thôi anh đi, tự nhiên anh xả láng luôn. Anh hết không? Hết. Nhiều khi thiếu nữa là khác đúng không? Làm miếng phô mai coi. Béo. Phô mai mà ăn với tôm là đúng bài luôn nha các bạn. Mời các bạn nha. Sao? Cảm thấy hài lòng thỏa mãn chưa? Không dùng từ nào để tả được nữa nha các bạn, phải nói cực kỳ ngon luôn. Như vậy là mình và mấy em cũng đã thực hiện lời hứa anh mừng nút vàng nút bạc đã về rồi nha các bạn, mua tôm hùm cho mấy em ăn luôn, tôm hùm bông. Và nếu các bạn yêu quý team thì hãy để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất của mấy anh em mình nha các bạn. Đồng thời subscribe phải để quay kim cương ngoài free fire luôn, người tính chất lượng nha ghẻ nha, quay càng nhiều nó hổ càng cao. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye.